Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tốt Game Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile vừa ra mắt phiên bản thử nghiệm tại thị trường Trung Quốc có tên gọi là Hero Versus. Đây là một con game đối kháng khá là nổi tiếng, từng ra mắt trên các nền tảng như là PC này, Nintendo Switch, Mac OS, iOS và thậm chí là Android cũng có. Thì đây là tựa game mới nhất của cái series Hero Versus này. Hiện tại thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhé. Đây chúng ta sẽ thấy hình tượng Lý Tử Long này. Và cái phiên bản mình đang trải nghiệm là có tên gọi đầy đủ là Hero vs The Legend of Key Master nhá. Và con game này thì nó đang thử nghiệm thôi. Và để có thể tải con game này, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Chủ yếu là anh em sẽ tải game ở trên TapTap. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ, vì đây con game đối kháng này, chúng ta sẽ, đây có những cái thao tác điều khiển nhân vật như này. Đó, các bạn để di chuyển này. Từ từ nhá, anh em đợi chút, mình sẽ thiết lập tí vì mình đang chơi bằng giả lập ấy. Mình đang chơi giả lập nên phải thiết lập lại một chút. Rồi, ok. Đó, chúng ta sẽ có những nút như này. Và để chiến đấu thì anh em sẽ vuốt, thao tác vuốt ở trên màn hình nhá. Đó. Rồi rồi, đây, chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ có bốn cái thao tác là vuốt lên, vuốt xuống, vuốt trái, vuốt phải để tấn công nhá. Ồ, cái thao tác của game này chiến đấu rất đơn giản luôn. Con game này là một con game mobile đối kháng nha anh em nhá. Đó. Nó từng có phiên bản ở trên PC cũng như là các hệ máy console rồi. Đây chúng ta sẽ ồ cái này là hướng dẫn này, combo này, vuốt và vuốt xuống rồi vuốt sang. Đó, vuốt xuống rồi vuốt sang, xuống rồi sang phải. Xuống lên. Đây chúng ta sẽ học cái đây. Ủa nó bị đơ hay sao ấy? Mình sẽ vào lại em nào, chắc nó bị đơ á. Ok, thì trước đó thì mình sẽ hướng dẫn nhá, các bạn bật tap tap lên rồi anh em đánh chữ Hero versus này, các bạn sẽ thấy bản test nhá. Đây đánh, anh em đánh chữ Hero versus này. Đây bây giờ tôi hướng dẫn, không là anh em lại bảo tôi chơi game không bao giờ hướng dẫn cả. Thì đây anh em các bạn thấy có thể chơi được bằng giả lập, iOS cũng được. iOS cũng chơi được nha, nhưng mà các bạn nếu mà iOS thì các bạn sẽ dùng TestFly để chơi. TestFly là cái ứng dụng để các bạn có thể trải nghiệm những cái tựa game mà đang trong giai đoạn thử nghiệm á. Còn Android thì dễ rồi, các bạn chỉ cần tải ứng dụng TapTap và anh em đánh tên game Hero vs là ra thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào lại game và chơi thử lại nhá. Đây bạn thấy là tên game này Hero vs The Legend of Key Master. Đó, con game này có vẻ là khá nổi tiếng, mình không biết nhá. Cậu Vàng không biết. Mình không biết đến con game này. Lúc ấy mình cũng có tìm hiểu sơ qua thấy nó có cả ở trên PC, trên Mac OS rồi thậm chí là trên Nintendo Switch, nhưng mà mình hồi đấy mình chắc là mình không biết, tại vì nói thật với anh em là tôi không phải là fan của dòng game đối kháng, không chơi hay chơi game đối kháng đâu. Đây chúng ta sẽ học cách để trở lại cái phần hướng dẫn đi, tại sao lúc nó bị đơ nhỉ? Mình không rõ tại sao nữa. Đây, học lại cách di chuyển nhá. Đây là cách di chuyển đầu tiên, đó là chúng ta sẽ di chuyển này. Đó, các bạn ấn nút lên nó nhảy lên này. Trái phải. Đó, đơn giản vậy thôi, game kiểu đối kháng màn hình ngang á. Đó, các bạn sẽ bấm vào màn hình, tap vào màn hình là tấn công thường nhá. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vuốt các cái ngón tay. Vuốt lên này. Đó. Vuốt sang phải này, vuốt sang trái. Đó, các cái đòn đánh bằng cách là lên xuống trái phải, vuốt trên màn hình. Tiếp theo là chúng ta sẽ học cách combo xuống lên này, phải. À rồi đó, combo ok rồi. Đấy, chúng ta sẽ phải học cách đây nhá. Xuống này, lên này. À, các bạn phải vuốt nhanh lên cái thao tác này lên là được. À, đây vuốt lên vuốt xuống rồi sang luôn. Đó để combo. Xuống này, lên này. Đấy, combo bằng cách game này kiểu nó chơi trên mobile nên nó có thao tác mình thấy nó cũng khá là tiện, thay bằng việc là bấm các phím cứng ấy thì thao tác chiến đấu chủ yếu của anh em sẽ là vuốt. Đó, để tạo combo khá là hay. Vuốt thật nhanh nhá, rồi vuốt xuống, vuốt lên rồi vuốt sang phải. Ủa không đổi tên được à? Rồi, chúng ta sẽ đổi tên sau đi. Rồi chúng ta sẽ có cả kỹ năng luôn. Ủa. Đấy, hay nhá.
Trông ạ, thấy hay rồi. Con game này đang được đánh giá khá là cao, điểm ở trên TapTap là 8.9 điểm. À, vẫn có phím cứng để bấm kỹ năng này. Ồ, đây vẫn có sử dụng kỹ năng nhá, A, B, C. À, mình nghĩ là cái kỹ năng này là kiểu là nó sẽ cho các bạn có hai loại thao tác, một là vuốt trên màn hình, hai là bấm 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 nút cứng. Ờ, như vậy là sẽ có nhiều thao tác nhá, chứ không phải là B này, C này, A này, có combo. Ừ. Rồi có kỹ năng đặc biệt là super. Uầy, đồ họa đẹp phết đấy, đồ họa kiểu 2D. Khá là đẹp. Ồ, ấn nhầm rồi. B này, C này. Đó, các bạn phải nhớ combo nhá. B, C, A, super. Đó, combo. Ok. Đấy, cứ chơi theo hướng dẫn là sẽ rất là dễ làm quen thôi. Nhận thưởng. Rồi chúng ta sẽ đến với thao tác gì nữa đây? Combo. Bây giờ mình học combo này, rồi sau này có cả phòng thủ có thứ này nọ, hay nhỉ? Mình không hay chơi game đối kháng lắm nên không biết đến con game này, nhưng mà mình thấy là cũng khá thú vị đây. Tap 3 lần tap thường này, một lần B, một lần vuốt. Ừ, như vậy là nó sẽ có nhiều thao tác kết hợp à? Tức là vừa vuốt vừa bấm phím cứng luôn. Tap thường này, 1 2 3 B này. Vuốt. Ui, rồi 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 rồi. 1 2 3. Cái này thì chơi điện thoại nó dễ hơn. Ồ, mình combo toàn trượt anh em. 1 này. Lại này. Đấm thường tap trên màn hình này. B này. Vuốt thật nhanh vào. Vuốt vuốt. Không được à? À được rồi. 1 2 3. Vuốt. Ôi. Combo hơi fail. 1 2 lại này. Ồ, cái này căn bản là mình đang chơi bằng giả lập ấy, nên nó hơi khó một tí. B này. Xong được tính nhỉ? Mình kiểu mình bị chậm quá. Sao không được nhỉ? Khó thế. Anh em đợi tí nhá. Khó thật đấy. Đấm thường này, đấm thường này. Vuốt. Lại nhá. Xong được tính nhỉ? Một này. Tôi làm đúng rồi nhỉ? Một. Xong vuốt được nhỉ? Khó thế. Một này, đấm 3 lần đấm thường này, một lần bấm B này. Em thấy không? Học combo khó dã man luôn. Một này. Ô, mình muốn vuốt thật nhanh rồi đấy mà không được luôn. Khó dã man. Cái này phải chắc phải chơi bằng giả lập ý. À, chơi bằng điện thoại thì nó sẽ ok hơn. Này khó quá. 1, 2, 3 này. Mình cố gắng vuốt thật nhanh rồi đấy. Rồi, combo. Ồ, nó phải chuẩn như thế, chuẩn phải như thế này. 1, 2, 3. Ồ, tại sao nó không vuốt lên nhỉ? Hay là mình vuốt trượt nhỉ? Lại nhá, 1, 2, trời ơi. Khó dã man anh em ạ. Khó, 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 khó. 1, đấy, để combo mà chuẩn chỉ chắc là phải chơi bằng điện thoại nó dễ hơn. Ở đây mình test bằng giả lập nên nó sẽ không chuẩn nữa ấy. Nhưng mà thấy cái game có vẻ hay đấy. Kiểu dạng game này thì có vẻ rất là hay, bạn nào mà thích cái thể loại đối kháng ấy thì mình nghĩ là anh em sẽ thích con game này. Được rồi này. Rồi rồi, lại này nhá. Vừa được xong. Được rồi, các bạn phải giữ rồi vuốt. Giữ rồi vuốt. Rồi rồi rồi. Đây đây này, nó bảo này. Dít đây, cái icon này là các bạn sẽ vuốt nhanh. Còn cái icon này, cái bên trái nhất là các bạn sẽ vuốt sang, ví dụ vuốt sang phải thật nhanh rồi thả tay ra. Còn cái icon bên phải ấy, là các bạn phải vuốt phải giữ. Vuốt phải giữ.
Đấy, nhiều thao tác phết phải đùa đâu. 1 2 1 lại nha, 1 2 1 2 3. Đó, rồi rồi rồi. Ok. Đấy, đúng là phải kiểu phải chơi rồi mới biết được ấy. Game hay, game hay. Tiếp này. Ồ, hơi fail rồi. Lại lại. À, rồi, đấy. Làm quen rồi thì các bạn chơi bằng điện thoại hay là giật lập thì cũng thế thôi nhá. Rồi, super. Ồ, ấn hơi. Chắc tôi phải thiết lập thêm cái nút super là thêm một cái phím ảo nữa thì mới chơi nổi, bởi vì là nó có quá nhiều combo luôn ấy. Một đấm thường này. Đấy, rồi kết thúc luôn. Ui. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Ồ, đấy, rồi rồi rồi, học combo. Ok. À, chơi chơi chỉ riêng cái phần hướng dẫn thôi là cũng tốn cái khá thời gian rồi. Defense option này. Tí nữa vào game thì không hiểu như nào nữa nhỉ. Rồi chúng ta sẽ học cách phòng thủ nhá. À, chúng ta sẽ lùi lại để lùi lại để đỡ. À, ấn nút lùi để đỡ nhá. Rồi. À, còn sẽ có đắp ấn double tap lùi, ấn nút lùi để né. Ô, xong được nhỉ? Né né. Ok. Né chiêu ạ. Rồi có một cái nút X để counter attack nữa. Nhiều nút dã man luôn anh em ạ. Trời ơi. Nhiều nút quá nhỉ. Này, mình nghĩ là chơi điện thoại nó sẽ dễ hơn. Chơi giả lập thì thật ra giả lập thì vẫn được, nhưng mà sẽ phải thiết lập hơi nhiều. Rồi chúng ta sẽ đến cái final step, tức là sẽ thử thi đấu combo thứ đánh này nọ. Hầu. Ô, thế thôi à? Dash hai lần rồi hầu. Ồ, rất là nhiều động tác luôn con game. Cái con game Hero Versus này nó rất là nhiều động tác anh em ạ. Nhảy lên né, ok. Rồi chúng ta sẽ chiến đấu nhá. Học học lại những cái bài học mà anh em đã học. Bằng cách là sử dụng các cái món đòn combo những thứ này nọ anh em đã học nhá. Ủa, nó đỡ được. Đó. Đó, chúng ta sẽ học lại những cái bài học để các bạn nhớ nút nhá. Đó, game này sau là cái này là game đối kháng mà, chúng ta sẽ đòi hỏi cái kỹ năng cá nhân rất rất là nhiều luôn. Ui, đang bị gắt thế bạn ơi. Này thì bạn chơi tôi này. Rồi, xong. Rồi rồi rồi. Đấy, thì đây là cái phần hướng dẫn đầu tiên để các bạn làm quen với cách chơi của con Hero Versus này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game. Mình cũng chưa hình dung hình dáng của nó ra sao đây. Chúng ta sẽ có các chế độ chơi tutorial là hướng dẫn này, arcade này, practice. Practice là tập luyện á. Arcade là kiểu chế độ với cốt truyện. Đây, chúng ta có thể đặt tên nhỉ. Đó, cậu vàng đánh dấu lãnh thổ phát. Ok. Các bạn thể backup nhá. Từ game này game dạng game offline thì phải. Các bạn sẽ backup lại. Đó, sau này cái điểm lỡ mà các bạn có mất mất ứng dụng thì các bạn có thể tìm lại tài khoản đỡ phải chơi lại. Thôi rồi mình sẽ điền bừa đi. ngọc.gmail.com. Thật ra không phải đâu nhưng mà mình cứ điền bừa đó. Đấy để sau này các bạn sẽ. Đây chúng ta sẽ có một phần là Survivor Mode nữa. Rất là nhiều chế độ chơi. Con này game offline thì phải. Chỉ có game offline thôi. Có cả đánh rank này. Có online mà. Đây phần nhân vật thì chúng ta sẽ có một số nhân rất là nhiều nhân vật, không phải một số đâu. Có khoảng 10 nhân vật, 12 nhân vật cho anh em lựa chọn.
Đấy, một số nhân vật để các bạn lựa chọn nhé. Có cả skin cho nhân vật luôn. Đấy, để mở khóa đây các bạn sẽ cần vàng. Đó, để mở khóa. Đây, lấy thằng này đi. Rồi, chúng ta sẽ chơi thử cái gì nhỉ? A cạc xem nào. Đấy, mình sẽ chơi thử đây một lúc. Đây, các bạn thể đánh với con này, game này có thể vừa chơi online vừa chơi offline được. Và các bạn có thể đánh với máy hoặc là PvP với người chơi thứ hai. Chọn kiểu gì nhỉ? À, kết nối với tay cầm à? Mình chưa hiểu là chơi hai người trên cùng một máy được không? Chưa hiểu nha, nhưng mà thôi tôi sẽ đánh về máy đi. Đánh về máy nhá. Rồi, mình sẽ đánh về máy thử đi. Dạng game này game đối kháng nha anh em nhá, thuần đối kháng luôn. Đó, nó sẽ cần cái kỹ năng cá nhân khá nhiều. Mình nghĩ đây là một con game mình rất là đáng để anh em trải nghiệm ấy, đặc biệt là bạn nào mà thích thể loại game đối kháng. Go. Chúng ta sẽ đánh bo ba. Ui. Máy đánh gắt thế. Cái này kỹ năng cá nhân rất là nhiều nha anh em nhé. Móc lên móc xuống này. Đó, móc lên móc xuống này, đá gạt chân. Ví dụ nó đỡ đòn thì mình có thể... Ôi trời, mải nói quá. Ui, nó đá luôn này. Vãi, cẩn thận thua ấy. Ui, gắt thế bạn ơi. Đấy, vừa rồi là một đòn combo rất là tốt đến từ vị trí của cậu vàng. Ôi, không né được. Nói chung là tôi cũng chưa quen lắm nên né hơi kém. Ui, gì đấy? Cắt thế. Cắt thế. Bây giờ super luôn này. Đấy, ăn chắc mặc bền anh em ạ. Rồi round 2. Của đấy mà không sử dụng tuyệt chiêu là toang ấy. Ủa, nó dùng tuyệt chiêu này. Thôi chịu rồi. Của ấy không kịp né luôn. Nói chung là dạng game đối kháng bao giờ nó kiểu phải phản xạ cực kỳ nhanh ấy, rồi combo đến chuẩn đến từng chi tiết luôn. Đó, cú đấm móc rất là đẹp. Oh, đánh hay thật đấy. Bạn nào mà thích đối kháng mình nghĩ là đây là một con game rất là đáng để anh em trải nghiệm nha. Rất là đáng để anh em chơi thử. Ồ, Song Phi trượt rồi. Ồ, cú đấm móc hơi toang. Ồ, nó lại dùng... Sao nó dùng tuyệt chiêu kinh ấy? À, nó mất máu nhiều thì nó tuyệt chiêu được. Rồi, kết thúc này. Ôi, gần hết máu, kết thúc luôn. Đấy, hay chưa? Đấy là vừa rồi về AI nhá. Các bạn đánh với từng đứa AI một luôn. Đấy, nói chung là cái này để các bạn tập luyện rất là tốt này. Mình sẽ quit ra, ngó qua một vài cái tính năng khác đi. Đấy, đây là phần chiến đấu với đánh bot hoặc là chơi với người chơi thứ hai, nhưng mà mình chưa hiểu kết nối như nào. Chúng ta có Rogue Survivor, tức là các bạn sẽ có 3 mạng này. Các bạn sẽ phải chiến đấu, tức là sẽ, ở chế độ này thì các bạn sẽ phải chiến đấu với cũng với máy thôi, nhưng mà phải sống sót càng lâu càng tốt. Đó. Còn đây là rank match là hình như là đấu với người chơi khác thì phải, đúng rồi, sẽ ghép trận. Hiện tại thì chưa chưa chơi được nhá, chưa connect được với server nên chúng ta sẽ chơi tạm ở chế độ chơi offline thôi. Đó, tức là game này nó có hai chế độ, là chế độ chơi chủ yếu là offline, thứ hai đó là chế độ chơi online thì đấu rank. Ok, mình đã vào lại rồi. Đấy thì mình đã nói thì chúng ta sẽ có, thật ra có hai chế độ, đó là Rogue, Survivor và Rank Match là hai cái chế độ sẽ đấu online nhá. Mình vừa tìm hiểu lại. Còn các cái chế độ như A card này là thi đấu offline. Đó thì các bạn thể tập luyện. Về phần setting này thì ở đây thì các bạn sẽ có các rất là nhiều cụm server luôn. Hiện tại là game đang thử nghiệm nhưng mà đã có tiếng Anh và sẽ có hỗ trợ rất là nhiều cụm server. Game tuy nhiên là game đang khá là vắng anh em này, chỉ có vài người thôi vì nó cũng khá là mới ấy. Đồ họa thì game sẽ hỗ trợ tận 90 FPS luôn và chất lượng đồ họa các bạn thể chỉnh,
theo các cái phong cách nhau như hoạt hình này, comic book này, vintage này, cyberpunk, nó chỉnh lại. Đó nên là nó sẽ cho phép các bạn thay đổi cái chất lượng đồ họa. Đó thì trên đây là cái video mà cậu Vàng giới thiệu cho anh em về một con game đối kháng trên mobile rất là thú vị, có tên gọi là Hero Versus. Bạn nào mà đam mê thể loại đối kháng ấy thì có thể tải game này chơi thử nhá. Mình đã hướng dẫn ở đầu video rồi. Đồng thời là mình cũng sẽ để một đường link ở phần mô tả để anh em có thể tải game và chơi thử. Bạn có thể chơi trên iOS cũng như là Android rất là dễ thôi. Ồ, mình chỉnh sang cái đồ họa comic này, nhìn nó bựa quá anh em ơi. Đồ họa là đồ họa comic của mấy cái bộ truyện siêu anh hùng ấy, nhìn hơi bựa nhỉ. Được cái là như mình anh em đã thấy là game này nó sẽ cho chỉnh rất là nhiều cái phong cách chiến đấu khác nhau ấy. Hơi khó. Ui, cái hiệu ứng đồ họa comic này đẹp nhờ. Mình thích cái kiểu này này. Y hệt như mấy chuyện các bạn đọc mấy chuyện của DC hay Marvel ấy, cũng kiểu cái kiểu đồ họa như này thôi. Đấy, thì con game này nó sẽ cho chỉnh các bạn chỉnh rất là nhiều phong cách đồ họa khác nhau nhá. Cartoon này, rồi bình thường này, rồi đây là cái đồ họa comic. Cũng khá là thú vị. Ui rồi, thằng kia nó sắp chết rồi. Thêm một phát nữa là toang này. Đó, một cú đấm móc. Đó là một cú đấm móc rất đẹp. Ồ, nó dùng tuyệt chiêu rồi anh em ạ. Ui, ui tuyệt chiêu đẹp chưa? Đánh ra rồng. Ui, combo mình bất tỉnh luôn cơ mà. Mình chưa thuộc cái chiêu của thức của thằng này lắm. Mình sắp có tuyệt chiêu rồi anh em ơi. Tí mình sẽ pha thằng này chết luôn. Ồ, nó đỡ được này. Thật mình toang. Rồi, dùng tuyệt chiêu này. Ui, nhìn này. Ui, dứt điểm luôn. Chết đâu. Ui, nó không chết luôn. Ảo thế nhỉ, còn xíu máu này. Cứ tưởng là chết rồi. Ok. Ô, sao nó còn nhiều nữa nhỉ? Thôi thôi, tôi tính nhầm máu. Căn bản là để cái đồ họa của mình này, nó nhìn cái vạch máu nó hơi khó ấy. Thôi xong rồi. Vỡ mồm con trồn rồi. Toàn, toàn, toàn. Một đều. Quả này căng này. Đấy, mình cũng đánh nốt cho anh em nốt cái ván này. Thật sự là rất là căng luôn đấy. Này, combo nó khác, kiểu khác. Đó. Thật ra anh em quen rồi thì dễ chơi, nó cũng dễ dễ hơn. Nhưng mà mình chỉnh cái đồ họa kiểu này chắc là anh em hơi khó nhìn nhỉ. Một số bạn sẽ cảm thấy nó hơi đau mắt một tí. Mình lại thích. Kiểu mình thích đọc comic. Áp đảo nó luôn, không cho nó thở luôn anh em ạ. À, quả đấy nó soạt, nó trượt quả hay nhá, lướt lướt quả. Rồi, tôi chiêu luôn ạ, cho mới bất tỉnh luôn. Ô la bô tuét. Khẩu, đánh bất tỉnh luôn bạn ơi, đánh cho mất tỉnh luôn. Thôi, thắng rồi. Ok, thì như vậy là cậu Vàng giới thiệu cho anh em con game này nhá. Bạn nào thích thì có thể tải chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ như subscribe cho kênh Tuấn Game Online nha. Cảm ơn anh em. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.